Đâu, đâu? Vụ án thanh niên bị sát hại tại chung cư đang có những diễn biến rất là phức tạp. Nhiều lời đồng đoán nguy tội cho một nghi phạm sống cùng chung cư. Cái lò nướng này là con với chú Lâm muốn tặng mẹ. Mừng mẹ khai trương tiệm bánh sắp lên làm bà chủ. Thôi, các cô gà ngọt sớt, tay này mà nói cắt cổ ông Thịnh tao cũng tin nữa nha. Mày sợ tao à? Nhà nó đây nè. Mày không tin tao hả Hương? Công an nào tới một đứa giết người như nó? Khánh! Thằng Thịnh chết rồi, có người muốn hại Khánh. Mày có tận mắt nhìn thấy nó không giết người không? Em ở đây không phải để nghi ngờ Khánh. À, vậy là mày phải không? Vậy hôm nay Lâm quay trở lại chung cư thấy có rất nhiều người có vấn đề. Đuổi theo, xử tụi nó cho tao. Ông làm tổ trưởng như phố, ông ăn một đống tiền rồi. Ông bé có nói cái gì chúng ta cũng không được ký vô cái giấy đó. Tao với mày có thể bằng bạc lại. Mày muốn bao nhiêu tiền? Tôi tên là Bé. Chuyện gì cũng bé xíu rồi. Vừa sợ sắp hết thời á mà khoái làm trò. Anh muốn giúp em phá vụ án này. Phải nhớ, em tuyệt đối không được để cảm xúc chi phối. Mày muốn trở thành một thằng đàn ông đầu đội trời trên đập đất hay là một thằng hèn? Giờ nó biết hết chuyện của tụi mình à? Xử đi. Mày rủ con mắt nào mày thấy đâu giết nó hả?